Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có báo cáo về kết quả tình hình triển khai giám sát và ký biên bản cam kết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tính đến hết ngày 16 tháng 11 trên địa bàn cả nước, lực lượng quản lý thị trường đã ký cam kết với tổng số 633 lượt thương nhân thực hiện việc ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với thương nhân đầu mối, công ty con, chi nhánh của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Trong đó, nhiều thương nhân đầu mối cam kết đảm bảo việc cung ứng xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc thương nhân. Thời gian tới, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng, tăng cường việc kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả loại hình.